Quý vị đến với chương trình Chánh Trần Now Show. Trong thời gian vừa qua, rất nhiều quý vị cũng có liên lạc với Chánh Trần, muốn Chánh thực hiện một cái chương trình mà nói về vấn đề lo hậu sự cho cha mẹ. Thì hôm nay Chánh Trần cũng hân hạnh được mời một người mà giống như được xem như là một người manager trong Rose Hill. Và Rose Hill là như thế nào, location ở đâu, hoạt động ra sao, liên quan đến vấn đề hậu sự như thế nào, thì hôm nay Chánh Trần cũng mời một người lên và xin giới thiệu, đây là người đại diện của Rose Hill. Dạ. Xin mời anh giới thiệu đến quý khán giả đang xem đài. Dạ, kính thưa quý khán thính giả của đài VBS, tôi tên là Chánh Trần, nhưng mà vì chúng tôi có hai anh em, là một người là Chánh Trần VBS và tôi cũng xin tạm quý vị nhớ tới tôi là Chánh Trần của Rose Hill. Mục đích chính hôm nay tôi lên đài để kính mời tất cả quý khán thính giả đến tham dự một cuộc hội thảo do Chánh Trần tổ chức. Đề tài của cuộc hội thảo đó là về lo trước chuyện hậu sự. Và tôi xin quý vị theo dõi trên màn ảnh đó, là cái ngày đó là ngày Chủ nhật 28 tháng 4 và cái giờ đó là 2 giờ chiều và địa điểm là tại Rose Hill. Cái địa chỉ là có ghi trên màn ảnh. Vâng, quý vị nên nhớ, để cho mình nhớ cái thông tin này á, thì quý vị dùng cây viết hoặc tờ giấy ghi lại liền cái số điện thoại và địa chỉ, và đặc biệt ghi số điện thoại của anh Chánh Trần. Và quý vị có thể, nếu mà mình không có giấy viết á, mình có thể lấy cái cell phone mình chụp hình lại. Vậy anh Chánh có thể đọc to cái số điện thoại của anh để mọi người biết dễ dàng. Yeah. Để nhớ. Yeah, thưa quý vị có thể là gọi cái số điện thoại và toll free number đó, số điện thoại miễn phí đó là 844-399-5973. Quý vị nhớ. Yeah. Ha, 844-399-5973. Yes. Quý vị có bất cứ những cái thắc mắc nào liên quan đến cái seminar, cũng như là những cái câu hỏi về sau liên quan đến vấn đề hậu sự, cứ gọi vào cái số toll free của công ty và nói là tôi cần nói chuyện với người Việt Nam, I speak Vietnamese, thì cái người mà trực điện thoại sẽ đưa cái máy cho cái người nói tiếng Việt để quý vị dễ dàng. Thế thì anh Chánh có thể cho biết là cái lý do chính mà anh lên với cái chương trình này là như thế nào, mục đích là mời mọi người tham gia cái seminar, nhưng mà cái Rose Hill là công ty đó là cung cấp những cái service gì, và cái location nằm ở đâu để mọi người dễ dàng tìm hiểu về. Yeah. Rose Hill. Yeah, xin cảm ơn anh Chánh Trần VBS. Đối với quý vị mà chưa xem chương trình này lần nào đó, thì Chánh Trần cũng xin dành vài phút để giới thiệu về nghĩa trang Rose Hill, tức là nghĩa trang Đồi Hồng. Tóm lại là đây là một cái nghĩa trang đã thành lập từ năm 1914, tức là đến nay là được 105 năm rồi. Diện tích là rất là lớn, diện tích tới là 1.400 mẫu Anh, tức là mà có 21 cổng ra vào. Vì vậy, trong đó là nghĩa trang Rose Hill cũng thuộc về một cái tập đoàn gọi là tập đoàn Dignity Memorial. Trong tập đoàn này cũng có các nghĩa trang anh em của chúng ta ở đường Bonsa và đường Beach. Vâng, cái lần đầu tiên mà vài giây phút đầu tiên khi mà anh lên á, anh có mời quý khán giả sẽ tham dự một cái seminar về hậu sự, rất là Chánh rất là excited khi mà. Yeah. Chắc hy vọng Chánh cũng có mời gia đình Chánh lên để tham dự cái seminar đó. Thế thì những người đến dự cái seminar đó họ được cái benefit gì và họ có những cái thông tin gì, xin mời anh nói kỹ về cái seminar đó. Dạ, yeah, xin cảm ơn anh đã hỏi. Thứ nhất đó là khi mà quý vị đến á, thì là quý vị là lo trước cho quý vị để quý vị tránh được sự phiền não cho thân nhân phải và chạy đôn chạy đáo vào phút chót để chi một số tiền làm tang lễ cho quý vị. Thứ hai là quý vị đinh ninh là mỗi chỉ tốn vài ngàn là đủ, nhưng mà sự thiệt đây là năm 2019, nếu quý vị không mua trước, 10 năm nữa, 20 năm nữa, 30 năm nữa số tiền này sẽ tăng rất nhiều. Và thứ ba là cái benefit như anh Chánh Trần VBS. Vâng. Có hỏi đó là khi quý vị đến cái show này đó, khi quý vị mà mua trước chuyện hậu sự đó, là quý vị sẽ được bớt 10% trên tổng số tiền của quý vị. Thành ra số tiền này đó là có thể lên tới cả ngàn đồng được quý vị ơi. Thứ năm là nếu mà quý vị tự mình biết điều gì, vì quý vị biết rõ nhất
Thứ sáu là cuối cùng là quý vị sẽ được bình an trong tâm hồn. Là khi quý vị lo xong chuyện hậu sự rồi thì quý vị chỉ lo đi chơi, đi ăn, đi du lịch, đi du thuyền. Và khi nếu có chuyện gì xảy ra của quý vị thì con cái quý vị sẽ không có phải lo cho quý vị nữa. Vâng, vậy khi mà các cô, các bác hay là các người, các bạn trong gia đình mà liên lạc đã số điện thoại của Rose Hill để đăng ký á, thì gọi số nào và thí dụ đến thì thời gian cũng hơi lâu, mình có được ăn uống hay là mình có phải mua cái gì, có bị ràng buộc gì không anh? Khi mà tham gia cái hội thảo này. Dạ, cảm ơn anh hỏi một câu hỏi này. Cuộc hội thảo thứ nhất là hoàn toàn miễn phí. Thứ hai là quý vị có những tài liệu hữu ích để lo trước cho mình chuyện hậu sự. Thứ ba là sẽ có đãi ăn nhẹ. Có những lần trước thì chúng tôi đãi ăn những thức ăn thuần túy của Việt Nam và có thức uống. Và điểm thứ chót nhất là một khi mà quý vị đã đến tham dự hội thảo rồi, quý vị có gặp tận mặt anh Chánh Trần rồi, quý vị có số điện thoại rồi, là quý vị có một người cố vấn suốt đời cho quý vị. Bất cứ những câu hỏi nào dính líu tới chuyện hậu sự, xin quý vị cứ tự nhiên bóc điện thoại gọi gặp mặt anh Chánh Trần. Chánh Trần chúng tôi sẽ cố vấn miễn phí cho quý vị và chúng tôi sẽ làm việc tận tâm. Lúc nào mà chúng tôi bớt giá tiền được quý vị, tìm được những cái giá mà tốt nhất cho quý vị, chúng tôi sẽ sẵn sàng làm việc đó cho quý vị. Quý vị nên nhớ ha, đây là Chánh Trần Rose Hill và đây là Chánh Trần VBS. Thì quý vị cũng thấy anh Chánh nói tiếng Việt rất là rành, nên quý vị nào, đặc biệt các bạn trẻ, có thể là mình chưa lo cho mình, nhưng mà chắc chắn mình phải lo cho ba mẹ mình hay là các cô, các bác mà có duyên xem cái chương trình này. Thì giống như anh Chánh có nói là cứ mình cần một cái người giống như làm cái kế hoạch hậu sự cho mình mà lifetime luôn, thì mình cứ gọi vào cái số điện thoại trên màn hình và cứ nói là muốn nói chuyện với anh Chánh Trần, thì chắc chắn anh Chánh Trần sẽ được nhân viên công ty đưa máy để làm việc với quý vị. Thế thì anh nói rõ hơn là Rose Hill là giống như anh nói là một rất là lâu đời, chơi 100 năm. Nhưng mà Rose Hill có còn đất không anh? Tại vì đã 100 năm rồi, đất đã bán hết trơn rồi, không biết là còn để có chỗ cho những người về sau hay không. Thưa quý vị, Rose Hill có 1.300 từ 1.200 tới 1.300 mẫu đất. Vì vậy chúng tôi vẫn còn đất và tiếp tục phục vụ cho tất cả các gia đình. Ngoài ra chúng tôi cũng có những lô đất dành riêng cho những gia đình, tức là một gia đình có thể chọn một lô đất riêng cho chính mình. Tiếng Việt Nam gọi là đất thổ mộ cho gia tộc. Những cái gia đình lớn, thay vì là chọn chỗ nằm rải rác, cho cốt nằm rải rác, thì quý vị có thể gom tất cả lại, mọi người đều nằm chung vào một miếng đất hết. Thì đó là cái đó chúng tôi gọi là private estate, tức là tiếng Việt dịch là đất thổ mộ của gia tộc. Thì chúng tôi có những phần đất đó. Ngoài ra nếu mà quý vị, những hội đoàn muốn mua vài trăm miếng đất cho chính hội đoàn của mình, cũng liên lạc với Chánh Trần để Chánh Trần giúp đỡ, thay vì quý vị phải đi rất xa ra ngoài Riverside hay San Bernardino, thì quý vị chỉ đến Rose Hill, cách Little Sài Gòn mình chỉ có 30 phút là quý vị đã tìm được vài trăm miếng đất nơi Rose Hill rồi. Thế thì còn những cư dân mà sinh sống tại vùng LA hay là San Gabriel thì họ lấy xe đến Rose Hill là mất khoảng bao nhiêu lâu anh? Dạ, thì những cư dân nơi vùng mà dọc theo San Gabriel Valley đó, tức là đường Gavi hay là đường Valley đó, thì đến Rose Hill mất chừng khoảng hơn từ Dealer Sài Gòn đó, thì quý vị đi đó chỉ mất khoảng 20 phút, còn từ Little Sài Gòn thì mình khoảng 30 phút. Nói chung là Rose Hill là cái location mà thuận lợi cho những người mà sống tại vùng Orange County và vùng Los Angeles County đều đến được thuận lợi. Dạ, chưa đúng thế. Vậy quá tốt. Dạ. Thế thì còn một phút cuối cùng, không biết nhân dịp đầu năm quay lại với chương trình này, không biết là anh có nhắn gửi với quý khán giả đang xem cái chương trình này như thế nào? Dạ, thưa quý vị, thì bao giờ lúc kết thúc chúng ta bao giờ cũng tặng quý vị 4 câu thơ
gửi cho các bạn già của chúng tôi là trăm năm lúc tuổi già, hậu sự đã lo xa, không phải bỏ tiền ra, con cháu đến dâng hoa cả nhà được bình an. Nếu quý vị lo xong chuyện hậu sự của mình thì quý vị sẽ cảm thấy yên ổn, cuộc sống sẽ bình an lâu dài, và về sau quý vị sẽ được an bình trong tâm hồn cho quý vị và cho cả gia đình quý vị nữa. Xin gọi điện thoại cho anh Chánh Trần trên số điện thoại có mặt trên màn ảnh. Xin cảm ơn quý vị. Xin chân thành cảm ơn anh Chánh đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và quý vị nhớ ha, quý vị nào muốn tìm hiểu hay là có những cái thông tin liên quan vấn đề mà những cái kế hoạch hậu sự, xin cứ gọi trực tiếp cho số công ty của Rosehill và xin hẹn quý vị vào những cái show tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Bằng cách sắp xếp trước một ký ức hoàn hảo về cuộc đời của quý vị với công ty Rosehill chúng tôi, quý vị cống hiến một tặng vật toàn hảo đến với gia đình quý vị. Một đời sống được tôn vinh là cả gia đình được tôn vinh. Xin gọi ngay cho chúng tôi ở số điện thoại 844-399-5973.